hé lộ tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, tránh ba điều cấm kỵ này, vượt qua khổ ải, cải vận phát tài trong tháng 10 âm năm 2023. Vâng, quý mệnh chủ tuổi Mậu Tuất kính mến, cuộc sống là một chặng đường dài vô tận, đầy thử thách và khó khăn. Những người lớn tuổi như Mậu Tuất có thể cảm thấy lo lắng, vì không biết phải làm gì để tiếp tục bước đi trên con đường này. Những mệt mỏi, bệnh tật và sự mất mát của bạn bè khiến bản mệnh không khỏi bất an và lo lắng về tương lai. Tuy nhiên, trong tháng 10 âm năm 2023 tới đây, nhờ đức năng thắng số, tuổi Mậu Tuất được thần tài ban lộc tới tấp, bù đắp lại những mất mát phải gánh chịu suốt thời gian qua. Những cơ hội vàng sẽ đến với mệnh chủ, giúp bạn tìm thấy hướng đi phát tài và bình an giúp quãng đời còn lại. Cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sẽ trở nên giàu có và may mắn trên nhiều lĩnh vực, từ gia đạo đến sức khỏe, viên mãn như ý. Vậy, những cơ hội nào sẽ đến với người tuổi Mậu Tuất? Mời quý cô bác đón xem ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 10 âm của cô bác tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách người tuổi Mậu Tuất có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, mệnh mộc, bình địa mộc, cây mọc trên đất vàng, xương con chó, tướng tinh con vượn, cuộc đời được Phật bà Quan Âm độ mạng. Người tuổi Mậu Tuất thường thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng, đây còn là người có tinh thần chính nghĩa. Không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người, họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng yêu mến. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ, khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ, họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói, họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài, tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt, nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc, nếu không làm như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Nữ giới tuổi Mậu Tuất thường có tính cách khá mạnh mẽ, không thích hợp với vai trò nội tướng trong gia đình, nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ được hưởng phúc đức, tốt số và có thể sẽ được giàu sang. Nếu không được sao tốt tương trợ, tuy họ có được danh tiếng tốt, nhưng thường không ổn định, nguyện vọng và kế hoạch đã định ra, sẽ khó mà thực hiện được. Người tuổi này có tính tình ôn hòa, mềm dẻo, dễ gần, nhưng nhiều khi yếu đuối, nhu nhược, thiếu đi cá tính và màu sắc của bản thân. Khi tiếp xúc ta thấy họ dễ gần, dễ mến, nhân hậu, lịch thiệp, mong ước có cuộc sống giản dị bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để mà đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Mậu Tuất muốn xây dựng bầu không khí hòa nhã thân ái trong gia đình và cộng đồng. Ngoài ra thì tuổi Mậu Tuất có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác nên họ rất được lòng bạn bè, anh em. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy, dứt khoát và quyết đoán là phong cách hành động thường thấy ở người tuổi Mậu Tuất. Khi cân nhắc các vấn đề quan trọng trong cuộc sống, họ sẽ dùng đến lý trí thay vì tình cảm. Họ tự tin với kỹ năng và kiến thức của bản thân nên sẽ không ngần ngại đưa ra quyết định mạo hiểm. Lòng tự tôn của những người tuổi Mậu Tuất rất cao nên họ không bao giờ dựa dẫm vào người khác. Trên thực tế, đặc điểm tính cách này là con dao hai lưỡi, khiến họ trở thành những kẻ sĩ diện. Những người tuổi này rất quan tâm tới cái nhìn của người khác đối với bản thân mình nên hành động của họ đôi khi sẽ bị chi phối bởi dư luận đám đông. Nhược điểm trong tính cách của những người tuổi Mậu Tuất là tính háo thắng, bốc đồng để gây ấn tượng với người khác. Họ thậm chí còn dám phóng đại tài năng của bản thân một cách khoa trương. Đối thủ của họ có thể dễ dàng lợi dụng yếu điểm này, khiến họ phải nhận lấy thảm bại nặng nề. Để tránh rơi vào bẫy của kẻ thù, họ cần phải học cách giữ tâm trí tỉnh táo trước những lời thách thức. Người tuổi Mậu Tuất quen được sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người, nên đôi khi sẽ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn. Chính vì thế họ sẽ coi thường những lời khuyên bảo của mọi người xung quanh. Họ chỉ thích ra lệnh mà không bao giờ muốn nghe sự chỉ huy của người khác. Sự ương ngạnh này sẽ khiến họ tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh không lối thoát. Khiêm tốn là đức tính mà người tuổi Mậu Tuất nhất định phải rèn luyện nếu muốn có được thành công bền vững. Tiếp theo, xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của tuổi Mậu Tuất tháng 10 âm lịch 2023. 1. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Mậu Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1958, tháng 10 âm. Theo dõi tử vi tháng 10 âm năm 2023 của 12 con giáp, tài chính của người tuổi Mậu Tuất trong tháng mới mở ra nhiều cơ hội hay ho.
mà bản mệnh cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, đó là cách để bạn có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản ngân hàng hoặc kim loại. Nhiều người đã tiết kiệm đủ tiền mua nhà, đất trong thời gian này và bạn đang trong thời gian tìm hiểu và xuống tiền. Hãy tập hợp thật nhiều thông tin để bạn có thể hiểu rõ tình hình khu vực mình cần mua nhé. Những người đang có ý định ấp ủ khởi động việc kinh doanh một lĩnh vực mà bạn hiểu rõ và nhiều đam mê thì bạn nên tiến hành ngay nhé. Nếu bạn đeo đuổi những cái đích của mình với toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, bạn sẽ biến những ước mơ tưởng chừng xa vời nhất trở thành hiện thực. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng trong lĩnh vực của mình, nhưng đừng chỉ dừng lại việc tập trung cho bản thân, nếu có thể hãy hỗ trợ cho việc kinh doanh làm ăn của những người khác nữa nhé. 2. Về phương diện tài lộc, tuổi Mậu Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1958, tháng 10 âm. Những người tuổi Mậu Tuất đều là những người có đầu óc tính toán cẩn thận, cần mẫn và chắc chắn. Họ thường có thể đạt được ước mơ của mình thông qua nỗ lực của bản thân. Đặc biệt người tuổi này tài năng nhưng lại không thích phô trương, chỉ tới một thời điểm nhất định nào đó bạn mới thấy họ tỏa sáng. Mậu Tuất sống chân thành và cũng được nhận lại những điều tốt đẹp. Có thể nói họ là điển hình của những người chỉ cần sống tốt, trời xanh tự khắc có an bài. So với những con giáp khác, tuổi này là những người can đảm và tháo vát, ăn ở có phúc thì có phần, nên làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Họ không mưu cầu giàu sang phú quý, họ chỉ mong được bình yên, sống hạnh phúc, nhưng những thứ họ nhận được thì ngoài sức mong đợi. Có thể người tuổi này tuy không được may mắn bằng những người khác, nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mậu Tuất nếu không trở thành đại gia thì cũng là những người có của ăn của để. Hơn nữa, tuổi Mậu Tuất còn nổi tiếng vì tính hào hiệp, rộng rãi và ngay thẳng. Đối với họ, năng lực chính là ngôn ngữ thuyết phục mạnh mẽ nhất. Kể cả người khác có ngờ vực về họ, họ cũng không giải thích, thay vào đó là sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh năng lực của mình. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Mậu Tuất sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng vì họ làm mọi việc bằng trái tim và thái độ tích cực, nên năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng mong đợi. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mậu Tuất sẽ đổi đời trong năm nay là điều chắc chắn xảy ra. Đặc biệt, thái độ khiêm tốn, biết người biết ta của con giáp này giúp họ sẽ có quý nhân chiếu cố, có khả năng được thăng chức tăng lương, mở ra cuộc sống mới với nhiều thành công hơn. Con giáp này được cho là sẽ có bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa. Trong sự nghiệp, người tuổi Mậu Tuất sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, do đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được thần tài hỗ trợ, tuổi Mậu Tuất chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng. Đối với nam mạng trong tháng 10 âm, nam Mậu Tuất sẽ đón nhận được nhiều sự tương trợ từ quý nhân, bạn bè mới, hứa hẹn sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, công việc kinh doanh thu về được nhiều lợi nhuận. Nam tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, là người rất tận tụy và hết mình trong công việc. Bên cạnh đó họ cũng là người sởi lởi, nên rất dễ kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Tất cả những điều ấy cộng hưởng giúp người tuổi này rất dễ đạt được thành công. Họ có khả năng sẽ nhận được các khoản lợi nhuận kếch xù từ cơ hội làm ăn do các mối quan hệ xung quanh đưa tới. Tháng này, nam mạng sinh năm 1958 nên biết cách chất lọc các mối quan hệ chất lượng, tránh lời mời hùn hạp nào cũng gật đầu tham gia, khiến tài sản bị hao tổn. Đối với nữ mạng, thời điểm này, nữ mạng sinh năm 1958 đa phần đã có vận trình công danh sự nghiệp ổn định, bước sang tháng 10 âm. Bản mệnh nên tập trung phát triển các công việc hiện tại, tuy trong năm vẫn sẽ có cơ hội được đưa tới tay. Nhưng về cơ bản vẫn là tự thân vận động là chính, đương số làm gì cũng nên tính toán tỉ mỉ, việc nào có rủi ro cao thì tốt nhất nên lược bỏ. Năm này nếu có ý định hợp tác, hùn hạp làm ăn thì bạn nên đọc kỹ hợp đồng, lưu trữ các giấy tờ liên quan một cách kỹ lưỡng. 3. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Mậu Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1958 tháng 10 âm. Nhờ có tam hợp mà vận trình tình cảm diễn ra thuận lợi, thanh thông, thời điểm này bản mệnh cũng không nên ưu tiên công việc quá, vì có những việc càng vùi đầu vào đó, càng có cảm giác bế tắc. Thế nên, bạn hãy ở bên gia đình nhiều hơn, hãy để cuối tuần là những phút giây đầy tiếng cười, nhưng đừng quên nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần tiếp theo nhé. Đối với nam mạng tháng 10 âm, nam mạng sinh năm 1958 đã cùng người bạn đời của mình đồng cam cộng khổ qua rất nhiều hành trình. Chính vì thế, đương số rất trân quý giây phút tình cảm bên những người thân yêu, vốn là người chung thủy, rất biết cách dung hòa và kết nối.
Gia đạo trong tháng 10 âm của mệnh chủ sẽ rất êm ấm, hòa thuận và viên mãn. Đối với nữ mạng, thời điểm này, nữ Mậu Tuất hiểu rất rõ tầm quan trọng của gia đình, họ rất biết cách khéo léo dàn xếp các mâu thuẫn, kết nối các thành viên, vì lẽ đó gia đạo của người nữ tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 10 âm, khá bình yên và êm ấm. 4. Về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1958 tháng 10 âm. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của tuổi Mậu Tuất, tháng này do phạm cục diện tương xung thái tuế, nên người tuổi Mậu Tuất không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Nếu cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên cáu kỉnh, cảm xúc bất thường thì có thể đi khám bác sĩ tâm lý xem sao nhé. Ngoài ra bản mệnh có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, suy nghĩ lo lắng nhiều, khiến bạn hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan kèo để kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, tự bảo vệ bản thân khi sự cố xảy ra. Xem đến đây, chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 10 âm rồi, vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng Mậu Tuất, sinh năm 1958. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 10 âm, năm Quý Mão 2023, nam mạng tuổi Mậu Tuất 66 tuổi, gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, sao này là sao cát cho con đường công danh sự nghiệp. Nhưng bản mệnh dễ gặp tinh thần đi xuống, đặc biệt gặp sao Thủy Diệu nên tránh tham gia hoạt động sông nước. 2. Hạn tuổi. Tuổi âm lịch của nam mạng Mậu Tuất, sinh năm 1958, là 66 tuổi, gặp hạn thiên tinh, hạn này chủ dễ bị thị phi, trong các mối quan hệ đồng nghiệp, kiện cáo không đáng có, sức khỏe cũng cần chăm chút hơn. 3. Tứ trụ. Thiên hư, địa hung, tứ trụ dự báo, tuổi Mậu Tuất sẽ gặp khó khăn ở nhiều phương diện công việc, kinh doanh bất lợi, gia đạo lục đục. Tình trạng sức khỏe không tốt, tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh cẩn trọng kỹ lưỡng và chủ động hơn trong mọi việc thì mọi khó khăn bất lợi sẽ biến mất nhanh chóng. 4. Vận niên. Trung bình bình an chọn năm, tháng 10 năm 2023 của quý ông tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, không tốt nhưng cũng không xấu. Mọi sự ở mức trung bình, khó khăn có thể dễ dàng hóa giải, bản mệnh được bình an chọn năm Quý Mão này. 5. Màu hợp tuổi. Quý ông tuổi Mậu Tuất là người mệnh mộc nên hợp với màu xanh lá cây, màu đen, xanh nước biển. Khi ưu tiên sử dụng những màu hợp mệnh, nam mạng sẽ gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Bên cạnh đó, nam tuổi Mậu Tuất cần tránh những màu như trắng, xám, vàng nhạt để không gặp xui xẻo, bất lợi. 6. Hướng xuất hành. Nam tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, thuộc cung Càn, Tây Tứ Mệnh, khi xuất hành đầu năm Quý Mão 2023, quý bác nên lựa chọn các hướng là Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc để vạn sự bình an. 7. Hóa giải sao hạn. Nam mệnh tuổi Tuất, sinh năm 1958, gặp sao chung nên không quá tốt hay quá xấu, bản mệnh có thể an tâm bên gia đình con cháu, hơn nữa thì mệnh chủ đều có thể tăng phúc khí bằng cách hướng tâm hành thiện. Để hóa giải vận hạn trong tháng này đối với hạn Huỳnh Tuyền, quan trọng nhất là bản mệnh hãy luôn suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là tránh tham gia vào các nơi mâu thuẫn, tranh chấp. Quý nam Mậu Tuất cũng có thể làm lễ cúng sao giải hạn đầu năm, lễ nghi không cần tốn kém và có thể làm tại nhà hơn hết là tấm lòng thành tâm thì bản mệnh sẽ được bảo hộ bình an. 8. Vật phẩm phong thủy. Trong tháng này để giảm trừ vận hạn, quý bác có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt vật bản mệnh tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, được Phật A-di-đà hộ mệnh. Nếu muốn cuộc sống bình an, gặp nhiều điều tốt đẹp, sức khỏe cải thiện, gia tăng vượng khí, thì hãy mang theo mặt vật bản mệnh A-di-đà bên mình. Tiếp theo là nữ mạng Mậu Tuất, sinh năm 1958. 1. Sao chiếu mệnh. Trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, nữ mạng tuổi Mậu Tuất gặp sao Mộc Đức chiếu mạng. Trong cửu diệu niên hạn, Mộc Đức là một trong ba sao cát, người được sao này chiếu mệnh thì phúc đức tràn đầy, mọi sự an khang. 2. Hạn tuổi. Nữ mạng sinh năm 1958, gặp hạn ngũ mộ, tinh thần dễ bất an, xảy ra những hao hụt về tiền bạc,
Tốt nhất các quý bà hãy cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu và mua bán, tránh rủi ro không cần thiết. 3. Tứ trụ. Thiên hao địa sinh, công việc kinh doanh và gia đạo có thể xảy ra nhiều bất lợi và khó khăn. Vì vậy gia chủ cần tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn, đồng thời dành nhiều thời gian để chia sẻ với những thành viên trong gia đình. 4. Vận niên. Trung bình, bình an chọn năm, tháng 10 âm lịch của các quý bà Mậu Tuất nhìn chung là ổn định, không tốt nhưng cũng không xấu. Chỉ cần suy nghĩ cẩn trọng và tích cực thì gia chủ sẽ luôn bình an. 5. Màu hợp tuổi. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất hợp màu đen, xanh dương, xanh lá cây, gia chủ nên ưu tiên sử dụng những màu sắc này trong tháng để gặp nhiều may mắn. 6. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, thuộc cung Ly, thuộc Đông tứ mệnh, hướng xuất hành tốt nhất đó chính là Đông Bắc, Đông Nam, Nam. 7. Hóa giải sao hạn. Nữ Mậu Tuất may mắn được nhiều yếu tố cát lành trong tử vi chiếu mệnh nên gặp được nhiều phúc lộc và may mắn. Tuy nhiên nữ mệnh cũng nên chú ý hơn trong việc giữ gìn sức khỏe và suy nghĩ tích cực hơn khi gặp hạn ngũ mộ. 8. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ vận hạn, quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt vật bản mệnh hoặc vòng tay đá tự nhiên. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, được Phật A-di-đà hộ mệnh. Nếu muốn cuộc sống bình an, gặp nhiều điều tốt đẹp, sức khỏe cải thiện, gia tăng vượng khí, thì hãy mang theo mặt vật bản mệnh A-di-đà bên mình. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn nhé. Người tuổi Mậu Tuất, sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 2 âm là tiết kinh chập, người này gan dạ dũng cảm, dám nghĩ dám làm, tuy nhiên có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nếu xét về tính xấu thì tuổi Mậu Tuất sinh tháng này hay bắt nạt, ước khiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ phương diện khác, đây là con người hướng ngoại, một khi đặt ra mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Mậu Tuất sinh tháng 2 âm, có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để đi tới thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 3 âm. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 3 âm, trùng với tiết Thanh Minh, đây là người thông minh có bề ngoài hấp dẫn, đa tài đa nghệ, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại. Người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác. Tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng, người tuổi Mậu Tuất sinh tháng này được đại cát tinh phù trợ, tiền vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện sống. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Mậu Tuất sinh tháng 5 âm, đầu óc linh hoạt, thân thiện hòa đồng, chân thành với mọi người, song nhìn từ khía cạnh khác, đây là con người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, con giáp này được hoa cái cát tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý, tuy nhiên tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào. Tuổi Mậu Tuất sinh tháng này, tính tình cương nghị, quyết đoán, tài hoa trí tuệ hơn người, có lý trí, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ, nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên dễ phạm phải sai lầm lớn trong công việc, cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài. Tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Tuổi Mậu Tuất sinh tháng 9 âm, có tư tưởng cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ, yêu ghét phân minh, nhưng lại không giỏi ăn nói, họ không quen đè nén cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra, nên dễ đắc tội với người khác. Sinh vào tháng này trong năm, người này dễ ra đà vào chuyện rượu chè, thích uống rượu, nhưng vẫn biết điểm dừng, trí nhớ cực kỳ tốt, hiếm khi quên chuyện gì. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Lòng tham của con người là sát thủ, trói buộc nội tâm thuần khiết, những thứ gây rắc rối và khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, thường không phải là yếu tố bên ngoài, mà là bởi cái tôi khởi tâm động niệm.
Phật gia có câu, trên thế gian không có gì là vô duyên vô cớ, sao phải tự làm khổ chính mình. Cái tôi của chúng ta tràn đầy tham vọng, yêu danh, yêu lợi, yêu quyền lực. Do đó, nó rất dễ khiến chúng ta rơi vào vực thẳm dục vọng, tới mức không thể kiềm chế được. Lấy một ví dụ, cái tôi muốn đạt giải nhất trong kỳ thi, để bản thân có thể gây ấn tượng với người khác, cái tôi của bản thân mong muốn mua chiếc túi hàng hiệu cùng chiếc xe triệu đô để tạo phong cách. Cái tôi hay nhìn người khác thấy không vừa mắt, cái tôi mong muốn ở cùng với một người nào đó vì quá nhớ nhung họ. Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến nội tâm bị ràng buộc, vậy thì cuộc sống sinh hoạt sao có thể tự tại được? Hai tay nắm chặt quả cam không buông thì sao có thể hái được quả cam khác to hơn, ngọt hơn trong vườn cam? Chỉ có chọn buông thì mới có thể tập trung quan sát sự vật hiện tượng, mới có thể thấy những cảnh đẹp khác. Người xưa nói, buông xuống, có buông mới có đắc được. Đây quả là lời chí lý, chỉ có buông được xuống thì tâm mới có chỗ cho hạnh phúc nạp vào. Học được cần buông tay thì buông tay, để bản thân trở về lúc ban đầu, hồn nhiên, đơn thuần chất phác, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực. Vậy thì cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời, khi nội tâm tĩnh lặng, bình yên, cũng là lúc bạn cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Mậu Tuất Tuất, sinh năm 1958. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.